và Kiên Giang, và trận đấu cuối cùng sẽ biết được kết gì ở bóng B sẽ diễn ra giữa hai đội Sóc Trăng và đội Càng Long và Vinh. Chào quý vị cùng chờ xem trận đấu tiếp theo giữa cầu kè Vinh và Cà Mau, ai sẽ giành chiến thắng ở lượt trận cuối cùng này, quý vị cùng chờ xem. Đi ngang các điểm đến chúng ta giảm tốc độ lại. Đề nghị quý khán giả đang đang đứng bên phải các điểm lo cũng như đang đứng gần nhất về quyền thượng.